Chia tay Huỳnh Anh sau 3 năm mặn nồng, Hoàng Anh tâm sự, tôi cảm thấy mình may mắn. Hoàng Anh đang tự trấn an bản thân, đồng thời khéo léo khẳng định lại với khán giả về việc mối tình 3 năm đẹp như mơ đã đến hồi kết thúc. Chuyện tình cảm của Á hậu MC Hoàng Anh và diễn viên ca sĩ Huỳnh Anh luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Mặc dù hơn người yêu 2 tuổi, Hoàng Anh vẫn luôn chạy chung mỗi khi sánh đôi cùng bạn trai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người hâm mộ không còn thấy cả hai đăng tải những hình ảnh bên nhau. Liên lạc với người trong cuộc, cả Huỳnh Anh lẫn Hoàng Anh đều lên tiếng xác nhận thông tin đường ai nấy đi. Theo một nguồn tin thân cận, cặp đôi đã chia tay được gần 4 tháng. Mới đây, thông qua trang cá nhân, Hoàng Anh chia sẻ dòng trạng thái đầy cảm xúc. Có thể cảm nhận được, dù tỏ ra bên ngoài luôn mạnh mẽ, nhưng Hoàng Anh đang khá buồn. Người đẹp đã tự trấn an chính bản thân mình và ngầm khẳng định chuyện tình yêu đẹp như cổ tích kia bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của Á hậu Hoàng Anh trong một đêm Sài Gòn mưa gió. Nhìn bức ảnh Hoàng Anh chia sẻ ghi lại khoảnh khắc cô cùng Huỳnh Anh khoác tay nhau trông thật ấm áp và hạnh phúc. Nhưng sau tất cả, những hình ảnh ấy bây giờ đã được cô xếp gọn vào một góc trái tim. Sau khi đăng tải, bức ảnh này đã nhanh chóng nhận được gần 6.000 lượt bấm thích. Phía dưới là vô số những bình luận động viên, cả từ khán giả lẫn bạn bè, đồng nghiệp. Chia sẻ với Võ Hà Trâm, Hoàng Anh trả lời rằng cô cảm thấy may mắn vì dù mọi chuyện đã kết thúc thì hai người vẫn có thể đối xử tử tế với nhau. Về phía Huỳnh anh xác nhận đang độc thân và không yêu ai. Tuy nhiên, nam diễn viên không muốn nhắc đến lý do chia tay. Huỳnh Anh cho biết chuyện tình cảm chấm dứt là điều không ai muốn. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh này thì cả hai phải chấp nhận vì không thể chung đường. Anh và bạn gái muốn tập trung cho công việc nhưng thời gian tới và họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thực sự mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu rạn nứt từ nhiều tháng trước, nhưng cả hai luôn cố gắng hàn gắn. Tất nhiên sự việc diễn ra không ai mong muốn. Thời gian qua, tinh thần tôi đi xuống khá nhiều vì chuyện tình cảm không thuận lợi. Thời gian tới tôi sẽ tập trung nhiều hơn cho công việc, Huỳnh Anh cho hay. Chết đứng với nhan sắc thật, thân hình xấu khó tin của Ngọc Trinh chưa qua chỉnh ảnh. Khác với vẻ đẹp long lanh trên hình, Ngọc Trinh khiến nhiều người ngán ngẩm vì nhan sắc thật của mình. Ngọc Trinh từ lâu đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ, gợi cảm đến hút hồn của mình. Cô luôn khoe những hình ảnh đẹp lung linh, gợi cảm đến hoàn mỹ trong mọi tấm hình được tung ra. Thế nhưng, không ít lần người đẹp phải muối mặt vì những hình ảnh chợp trộm của mình bị tung ra. Nhan sắc khi bị chợp trộm của Ngọc Trinh kém xinh hơn nhiều so với ảnh trên Facebook. Gương mặt của cô không hoàn hảo và sở hữu nhiều nét không đẹp như người ta vẫn thấy. Thân hình kém săn chắc với vòng một không mấy gợi cảm của người đẹp. Những hình ảnh chụp chộm Ngọc Trinh luôn khiến dư luận xôn xao bàn tán. Trước những ý kiến chê bai, Ngọc Trinh không ít lần bức xúc nhưng tránh sao được, tất cả vẫn là sự thật. Hậu Hoàng Anh chia tay hot boy Huỳnh Anh sau hơn 3 năm mặn nồng. Chàng hot boy bất ngờ thông báo việc mình đã trở về tình trạng độc thân vui tính. Trên tài khoản Instagram, Huỳnh Anh khiến khán giả ngạc nhiên khi đưa ra dòng thông báo đã chia tay Á hậu Hoàng Anh sau hơn 3 năm gắn bó. Anh viết, độc thân vui tính rồi mà tạm thời không nhận lời yêu ai đâu nhé. Lo kiếm tiền và làm việc nè. Xin lỗi bản thân vì những ngày buồn bã. Hoàng Anh cũng xác nhận thông tin, chấm dứt mối tình với bạn trai. Á hậu cho biết, cô và Huỳnh Anh đứt gánh từ vài tháng trước do cả hai không còn cảm thấy phù hợp với nhau. Cặp trai tài gái sắc công khai mối quan hệ vào năm 2014. Mặc dù Hoàng Anh lớn hơn bạn trai 2 tuổi, nhưng cả hai được khán giả khen ngợi là xứng đôi vừa lứa. Á hậu Phụ Nữ Việt Nam qua ảnh 2012 từng tiết lộ, Huỳnh Anh cố tình khai gian tuổi khi tán tỉnh cô. Lúc phát hiện ra sự thật, thì tình cảm cô dành cho anh đã quá sâu đậm. Nếu tôi lớn tuổi hơn người yêu mà anh ấy vẫn hết mực yêu thương thì tôi không phải lo lắng về tuổi tác nữa. Giả sử bạn già và xấu hơn nhưng bạn trai vẫn yêu thì hẳn là bạn có nhiều thứ đáng để yêu hơn là tuổi tác và sắc đẹp, cô tâm sự. Từ khi trở thành một nửa của nhau, cặp đôi thường xuyên gắn bó như hình với bóng trong những hoạt động nghệ thuật. Nếu Huỳnh Anh tích cực đóng phim, tham gia các show thực tế thì Hoàng Anh cũng gặt hái được nhiều thành công trong công việc MC. Dịp kỷ niệm 700 ngày bên nhau, Huỳnh Anh đã thực hiện bộ phim ngắn Món quà Giáng sinh, trong đó anh và bạn gái đóng vai chính.
Thêm loạt ảnh cưới đẹp lung linh của Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi. Lâm Khánh Chi và chồng kém tuổi vừa tung loạt ảnh cưới mới đẹp lung linh khiến fan mắt tròn mắt dẹt. Được biết, cặp đôi sẽ tổ chức lễ kết hôn vào tháng 10 năm nay. Người đẹp cho biết bạn trai đã đưa cô về ra mắt bố mẹ. Bố mẹ của Trần Phi Hùng rất quý mến Lâm Khánh Chi và mong muốn cả hai nhanh chóng nên duyên vợ chồng. Nữ ca sĩ tung bộ ảnh cưới đẹp lung linh với dàn phụ dâu đều là người đẹp chuyển giới. Sự đặc biệt này giúp đám cưới của Lâm Khánh Chi thu hút được sự chú ý của truyền thông. Lâm Khánh Chi diện một bộ váy màu trắng tinh khôi e ấp bên chồng sắp cưới. Được biết, Lâm Khánh Chi đặt may đến 3 bộ váy cưới, trong đó có một bộ được may khá kỳ công khi phần đuôi váy dài đến 10 mét. Ảnh cưới của Lâm Khánh Chi còn có sự góp mặt của dàn phù dâu gồm 15 chân dài đều là người chuyển giới. Tất cả đều là những người bạn rất thân thiết với nữ ca sĩ. Nữ ca sĩ chuyển giới trông vô cùng mềm mại, dịu dàng với tông trang điểm kiểu này. Người hâm mộ đang rất mong chờ đám cưới của Lâm Khánh Chi. Ngọc Lan, mẹ thương chồng tôi như con đẻ. Diễn viên chia sẻ chồng diễn viên Thanh Bình chiếm tình cảm của mẹ cô nhờ sự chân thành và yêu thương vợ con hết mực. Có con đầu lòng, chị và chồng chăm sóc bé ra sao? Tôi sinh con ở Mỹ, khi con được vài tháng, vợ chồng tôi mới mang bé về nước. Mẹ tôi dành việc chăm sóc bé phôi nên chúng tôi không vất vả nhiều. Chồng hay nói đem con về Việt Nam là mất. Vì mẹ tôi bế bỏng phôi suốt ngày, mỗi tối anh Bình hay lén bà ngoại đưa con trai về phòng vợ chồng tôi để ngủ chung. Trước đó tôi quyết định qua Mỹ sinh con vì gia đình ông xã sống ở đấy, trừ bố chồng còn ở Việt Nam. Lúc đầu tôi chưa quen vì sợ không hòa hợp được với nhà chồng. Tuy nhiên, cô cậu dì của anh Bình rất thương anh ấy và lo cho tôi. Ở Mỹ, ông xã luôn kề cạnh chăm sóc hai mẹ con nên tôi không thấy tủi thân. Chồng chị làm gì để hòa hợp với mẹ chị, người vốn có ảnh hưởng lớn đến chuyện tình cảm của chị? Tính tình chồng tôi thật thà thẳng thắn, nên dễ chiếm tình cảm của mẹ tôi. Ví dụ mẹ tôi chăm em bé theo kiểu truyền thống, những việc mẹ làm không phù hợp anh ấy không ngại góp ý. Ông xã không bao giờ khách sáo hay dùng từ hoa mỹ để lấy lòng mẹ vợ, anh hay nghĩ ra những trò chọc ghẹo khiến bà vui lòng. Lúc đầu tôi hơi lo lắng khi mẹ về sống chung, tính mẹ tôi khó, anh Bình cũng gia trưởng, tôi ngại mối quan hệ con rể mẹ vợ nảy sinh rắc rối. Nhưng con trai là sợi dây kết nối gia đình, mẹ tôi và anh Bình thân thiết nhau, ai không biết nhìn vào cứ ngỡ mẹ con ruột. Mẹ tôi nói con rể giống ba tôi đã mất vì anh ấy chu đáo tỉ mỉ. Mẹ anh Bình cũng đã qua đời nên anh xem mẹ tôi như ruột thịt. Từng trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, chị yêu nhất ở chồng điều gì? Anh Bình là người âm thầm bên tôi 10 năm qua, anh luôn hiểu và dành cho tôi nhiều sự quan tâm. Anh biết từng sự việc xảy ra trong cuộc đời tôi. Khi tôi cần, anh ấy luôn có mặt. Tôi nghĩ tình yêu của chúng tôi là duyên nợ. Tôi hy vọng niềm hạnh phúc cả hai đang có sẽ theo tôi suốt đời. Ở ông xã có sự chân thành, thường thể hiện qua hành động hơn là lời nói suông. Ví dụ, anh ấy thường hay vào bếp nấu cơm cho tôi, chúng tôi luôn trân trọng nhau. Hai vợ chồng có thói quen nói chuyện nhiều, mỗi tối chúng tôi ôm nhau trò chuyện đến 2-3 giờ sáng. Tôi nghĩ lấy người cùng nghề cũng may mắn vì hiểu được công việc và chia sẻ với nhau. Chúng tôi luôn tạo không khí gia đình thoải mái, vui vẻ. Cả hai không bao giờ hỏi về người cũ của nhau, mỗi người đều đã trải qua những đổ vỡ nên tự rút ra được giá trị của hạnh phúc. Vì sao anh chị chưa tổ chức đám cưới? Khi yêu nhau, chúng tôi từng khẳng định không làm đám cưới vì sợ tốn kém. Sau khi đính hôn, tôi nói với chồng muốn có con trước. Nếu là con trai, nghệ sĩ Hữu Châu sẽ dắt con tôi sang bà ngoại cùng cha nó xin cưới mẹ nó. Nếu là con gái, tôi cho con bé mặc áo dài cùng mẹ về nhà chồng. Khi bé phôi được hơn 1 tuổi cứng cáp, chúng tôi sẽ làm tiệc cưới. Cuộc sống đủ hay thiếu là do quan niệm của mỗi người. Chúng tôi chỉ lo không đủ sức khỏe để làm việc. Hiện tại tôi thấy cuộc sống chúng tôi khá giả và tốt rồi. Có con nhỏ, ảnh hưởng thế nào đến công việc diễn xuất của chị? Nếu tổ nghiệp khán giả còn thương, tôi vẫn tiếp tục nghề diễn xuất. Giữa sự nghiệp và con cái, tất nhiên tôi nghiêng về tổ ấm của mình. Tôi cũng muốn quay lại đóng phim sớm. Ông xã thường khuyên tôi ra ngoài làm việc, ở nhà nhiều sẽ dễ sinh bệnh. Danh tính chị dâu gợi cảm giàu có của Bảo Thy. Hot girl Trang Bula, chị dâu tương lai của ca sĩ Bảo Thy, sở hữu ngoại hình đầy cuốn hút cùng khối tài sản nhiều người mơ ước. Cách đây không lâu,
Cựu thành viên nhóm nhạc Chubby Thế Bảo là anh trai ruột của ca sĩ Bảo Thy tiết lộ chuẩn bị kết hôn vào tháng 8/2017. Dù không tiết lộ danh tính vợ sắp cưới, song một số nguồn thân cận xác định bạn gái hiện tại của Thế Bảo chính là hot girl đình đám Trang Piula. Trang Piula tên thật là Đỗ Thị Thùy Trang, cô sinh năm 1994 và lớn lên trong một gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trang Piula còn có vóc dáng đầy gợi cảm và quyến rũ. Tận dụng lợi thế ngoại hình và sự tự tin của bản thân, năm 2013, Trang Piula tham gia cuộc thi Ngôi sao thời trang và đạt giải thưởng Ngôi sao tài năng. Thời điểm bắt đầu được nhiều người chú ý, Trang Piula được mời cộng tác, làm người mẫu cho các tạp chí, kênh truyền hình tuổi teen nổi tiếng trong nước. Ngay sau đó, cô tập trung kinh doanh và khá thành công trong lĩnh vực mỹ phẩm và bất động sản. Năm 2016, Trang Piula ghi danh vào cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016. Vượt qua loạt ứng cử viên sáng giá, cô được vinh danh với danh hiệu Á Khôi Ba chung cuộc. Dù mới tròn 23 tuổi, song Trang Piula đang sở hữu khối tài sản nhiều người mơ ước như công ty riêng, xế hộp tiền tỷ và bộ sưu tập hàng hiệu đắt đỏ. Gần một năm trở lại đây, Trang Piula được đồn thổi là đang hẹn hò với anh trai Bảo Thy. Để chuyện cá nhân không thành đề tài bàn tán, mỗi khi chụp ảnh với người yêu, cô đều chủ động che mặt bạn trai rồi mới chia sẻ lên mạng xã hội. Khoảnh khắc hiếm hoi Trang Piula công khai thân thiết với Bảo Thy. Hình ảnh rất mắt đời thường của Trang Piula. Thank you.